Vô niệm thì vẫn sanh ra một cái niệm, vì niệm của vô niệm vẫn là một cái niệm, nên phải có niệm giống như không, vô niệm không trì trệ. Lúc có niệm đều không có, lúc vô niệm tự nhiên không còn tồn tại. Cho nên tham thiền, tham niệm Phật là ai? Quý vị nên đi tìm là ai niệm Phật. Làm thế nào cũng tìm không ra, vì căn bản không có một cái ai. Vì người khác nhìn không ra, không biết không có một cái ai, nên thường cảm thấy có một cái ngã, cho nên cầu tham niệm Phật là ai. Vì có ngã cho nên đi tìm người. Tìm người thì cần hỏi là ai, nhưng tìm ai không nên chấp tướng, không nên chấp vào cái ngã. Trong tâm vẫn còn một cái nghi, còn một niệm ngộ. Nói tôi nhìn thấy hư không, cái gì cũng không còn. Nếu vẫn còn có cái biết của một niệm, cái thấy của một niệm, cho rằng đây là ngộ. Đây giống với cái mê lúc trước, căn bổn không có ngộ. Bổn thể căn nguyên của tự tánh giác ngộ thì tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tuy nó có chỗ biến rời thay đổi, nhưng bổn thể không biến. Nếu trí thường tôi không vào đến đường thất của lục tổ đại sư, nếu không được lục tổ đại sư khai thị, đến nay vẫn kẹt vào hai bên, rơi vào tri kiến. Một ngày kia trí thường hỏi đại sư rằng, Phật nói pháp ba thừa, lại nói pháp tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin ngài chỉ dạy. Sư nói, ngươi hãy xem cái bổn tâm của ngươi, đừng chấp cái tướng của pháp ở ngoài. Pháp vốn không có bốn thừa, chỉ cái tâm của người thế gian tự có nhiều bậc khác nhau. Thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa.